Ồ. Mẹ ơi, mít dùng rồi. Ý à. Kia to á. Chị ăn rồi. Ôi con gái ơi, mít chín quá rồi. Wow, mình thơm ngon thế nhỉ. Mẹ ơi bao à? Ôi, cảm ơn mẹ bao nhé. Vâng ơi, mẹ bỏ đây luôn. Đây mẹ để cho con. Quá. Đây rồi. Dạ. Wow. Chảy này. Nặng quá. À. Ôi cả yến ý. À. Chắc hơn lắm đấy. Ôi trồng mít ngon quá. À ươm nhỉ. Mít nhà mình ngon thế nhỉ? Vâng, thơm lắm ạ. Vừa vừa ngon thơm thế. Thế. Rồi. Đây mẹ nấu nước nóng rồi. Vâng. Nhà mình chạy thơm đấy. Vâng. Thịt vàng. Có mẹ mới hái. Mít nhà mình ngon thế nhỉ? Nấu xong. Nấu vàng ươm này.
Vừa lóng này vừa oi, làm một tí có thể tái mồi. Nào, cả nhà mình ăn cơm đi. Dạ, cơm đi con gái, ăn cơm đi. Đã đi nha. Dạ vâng, đây, con xong rồi đây. Bố ơi, xong, chốt cho con đọc tiền không? Mít mặt nhé. Ngon đấy. Thank you.